Đến Quỳnh Hội nhiều lần, mọi người hẳn không ai ngỡ ngàng về sự thay đổi của đất này. Có thể khẳng định những năm gần đây, Quỳnh Hội là một trong những địa phương được nhiều người quan tâm về chăn nuôi trồng trọt. Điều đáng mừng là những dự án đã về tận nơi, đến từng người dân quanh năm lam lũ, chân lấm tay bùn. Và mỗi ngày thêm những con đường, là mỗi ngày bộ mặt nông thôn thêm đổi mới. Với hàng ngàn mét đường bê tông của các thôn trải dài, cũng đủ thấy Quỳnh Hội đã đẩy lùi cái nghèo, tiến tới làm giàu chính đáng. Bao năm gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và đậm đà bản sắc dân tộc, trong sâu lắng lòng mình, hẳn ai cũng dành những tình cảm tốt đẹp về một vùng quê trù phú này. Thật vậy, đến với Quỳnh Hội ngày nay, chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng di tích lịch sử văn hóa đình làng với những hoành phi câu đối lung linh rực rỡ, những nét chạm khắc tinh xảo, những văn hoa cách điệu độc đáo và những ngôi chùa khang trang tố hảo, trong đó có chùa Phúc Quang. Chùa Phúc Quang, thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội là ngôi chùa cổ kính được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 thời nhà Lê. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và những cuộc chiến tranh ác liệt, cùng với thời gian gắn liền với sự lạc hậu đói nghèo đã mục nát. Năm 1918, các cụ và nhân dân trong làng đã trùng tu và xây dựng lại. Sau lần trùng tu đó,
trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt dưới chế độ thực dân phong kiến. Chùa là căn cứ bí mật che giấu cán bộ của đảng, là nơi tổ chức các cuộc hội họp bí mật để bàn lập kế hoạch chống lại chế độ thực dân phong kiến. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chùa còn là nơi học tập chính trị, huấn luyện quân sự, là căn cứ hậu cần chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam. Chùa đã góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đi cùng với điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, sự khắc nghiệt của thời gian, thiên tai, địch họa, chùa ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Tường, vách, rạn nứt, rột nát, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho nhân dân và Phật tử mỗi khi về chùa tu tâm hành thiện. Đứng trước thực trạng muôn vàn khó khăn, cấp ủy đảng và chính quyền địa phương không yên tâm, mong muốn làm sao trùng tu lại ngôi chùa như xưa mà chư tổ đã chăm lo gây dựng. Điều này rất phù hợp với ý đảng lòng dân, nhằm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì lẽ đó mà Ban Công tác Mặt trận thôn đã tranh thủ sự đồng lòng của nhân dân, họp bàn với chính quyền các cấp, đi tới quyết định xây dựng lại bằng được ngôi chùa này. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp giáo hội Phật giáo cũng như các cấp chính quyền mà mọi thủ tục đã nhanh chóng hoàn thiện, để ngày 16 tháng 3 năm 2016, tức ngày 8 tháng 2 năm Bính Thân, chùa bắt tay vào thi công xây dựng trên nền chùa cũ, vẫn theo lối kiến trúc cổ chữ đinh, với 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, tổng diện tích là 180m². Móng được nâng cao, tạo thông thoáng, phần khung được kết cấu hoàn toàn bằng vật liệu bê tông, phần mái được gắn ngói mũi cổ, các phần hoành xà, câu đối và một số cấu kiện trên mái được thiết kế như dựng nhà gỗ truyền thống với cách trông giường kẻ bảy, được đắp vẽ những văn hoa theo lối cổ mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng Phật giáo. Với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, số tiền này do nhân dân trong thôn, con em của quê hương đang công tác trên mọi miền tổ quốc và các tín đồ Phật tử xa gần phát tâm công đức. Đạt được kết quả to lớn này, một phần nhờ vào sức thần xa hộ của thập phương Tam Bảo, chính sách tự do tín ngưỡng của đảng, nhà nước rộng mở theo thời vận mới, sự quan tâm của giáo hội Phật giáo, đặc biệt là các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các gia đình ông bà Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Quang Bàng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Long, cùng các tín đồ Phật tử, nhân dân xa gần. Một điều đáng trân trọng nữa là sự cố gắng nhiệt tình của Ban Kiến thiết xây dựng, tổ thợ nề, tổ thợ mộc đã chung tay làm nên Phật sự trọng đại này. Để chùa Phúc Quang, thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội, tỉnh Thái Bình ngày càng khang trang, xứng đáng là một công trình tín ngưỡng của địa phương, góp phần tô đẹp thêm bức tranh của làng quê Việt Nam trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Chùa rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, chung sức đồng lòng bằng tấm lòng hảo tâm công đức, để chùa thực sự là nơi gửi gắm bao điều ước vọng trong đời sống tâm linh của mỗi con người, là chốn tu hành của tịnh đức tăng ni, và sẽ là nơi giáo dục nếp sống thuần phong mỹ tục chẳng những cho hôm nay mà cho
cho cả muôn đời sau. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống. Một văn nghệ do Hội Người Cao Tuổi và Câu Lạc Bộ Chèo Thôn Long Mỹ biểu diễn. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ là bài
lễ khánh thành chùa do hai cụ, cụ Lê và cụ Báu thể hiện. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Chùa do hai diễn viên Hồng Vấn và Kim Tiến thể hiện.